Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ ra ngoài vườn mà Quỳnh thu hoạch một ít bông atiso nhà Quỳnh trồng nha mọi người. Bông atiso này thì Quỳnh trồng được là năm nay là năm thứ 3. Và năm đầu tiên Quỳnh trồng thì chưa có ăn được mọi người. Và năm ngoái thì mới bắt đầu là ăn được năm đầu tiên. Thì mỗi năm khi mà Quỳnh trồng thì nó lên mình ăn cái bông như thế này và những cái lá còn lại nó hư thì mình sẽ cắt bỏ và mỗi năm nó cứ lên lên vậy mọi người. Bây giờ thì mình sẽ thu hoạch vài bông vô, hôm nay thì sẽ chấm với lại là bơ nha mọi người. Rồi mình sẽ cắt vài bông nha. Đó. Cũng rất là bự luôn mọi người. Bông của Quỳnh hôm nay thì nó có là tổng cộng là 4 bông lớn á mọi người. Nhưng mà là có một cái bông này nó già mọi người ơi, cho nên mình sẽ để cái bông này cho nó nở luôn nha. Hôm nay mình sẽ ăn 3 cái thôi. Rồi mình sẽ hái luôn cái bên đây. Mình sẽ chừa những cái bông nhỏ nhỏ lại để mà vài bữa nữa cho nó lớn lên tiếp ha. Đó. Thấy vậy nhưng mà những chỗ này nè mọi người, nó có gai rất là đau luôn. Đó, hôm qua thì trời mưa nè mọi người, đổ nước ra. Nước nó chảy tỏn. Năm ngoái thì Quỳnh thu hoạch vô Quỳnh nấu chè đó mọi người. À, lộn. Năm ngoái Quỳnh thu hoạch vô Quỳnh nấu súp gà rồi. Năm nay thì mình sẽ chấm thử với bơ nha. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ thu hoạch luôn cái chậu tỏi này của Quỳnh ở đây luôn. Thì những cái lá ở đây thì nó cũng đã vàng rồi. Thì đợt trước Quỳnh có chia sẻ với mọi người là khi mà mình ăn cái ngồng tỏi xong á, lá nó rụi như thế này thì mình có thể thu hoạch được nha mọi người. Hôm nay thì Quỳnh bứng lên không biết có củ không đây. Mình sẽ bắt đầu nhổ từ bên đây trước nha mọi người. Đấy. Cũng rất là cứng nhở. Wow, tỏi của mình lên được một củ rồi mọi người. Đó. Mình đã được một cái củ tỏi Nhật nè. Đây nha. Hai củ này thì nằm sát nhau không biết có củ không đây. Có củ luôn mọi người. Tỏi Quỳnh trồng năm nay có củ mọi người ơi. Là bởi vì là năm ngoái đó Quỳnh mua cái củ tỏi này thì nó không có bự cho lắm á, nó vừa đó mọi người. Cho nên là mình trồng ra thì cái giống mình trồng sao thì nó ra giống y chang vậy á. Quỳnh thấy hai cái nó nằm gần nhau nhưng mà nó vẫn ra hai củ khác nhau nha mọi người. Vẫn ra hai củ như thế này. Quỳnh nhổ lên như vậy nè, Quỳnh đập như vậy nè cho nó ra bớt đất đi. Này. Đó. Củ bên đây thì nó mọc lẻ loi thì nó sẽ bự hơn một chút xíu. Mạnh quá mọi người ơi, đứt hết nguyên củ luôn rồi. Trời ơi. Phải lấy đồ đào lên. Củ này thì bự nè. Thiệt là tai hại quá. Nó đâu rồi? Đây. Cái củ này Quỳnh đào lên thì nó bị vỡ ra rồi mọi người. Đó là lý do tại sao trong siêu thị hay là ở ngoài chợ thì người ta hay bán những cái củ tỏi nó bị rời la về, là do những người mà thu hoạch của chuối, của lúa, của bắp như Quỳnh thì mới có những củ lẻ lẻ như thế này nha mọi người. Ôi, ấy là nó tươi rồi rối mọi người, trắng tươi luôn nè. Đó, đẹp ghê không? Mình sẽ cắt bỏ luôn ở những cái chân tỏi nè mọi người, là cái rễ á.
mình sẽ cắt bỏ những cái rễ luôn. Thì mình cắt bỏ đây rồi mình bắt đầu mình quấn nó lại. Mình đem nó đi phơi nắng nha. Cho nó khô mọi người, mình để lâu được lắm, để rất là lâu luôn. Mình sẽ cắt bỏ luôn cái phần rễ này nè. Thơm lắm mọi người ơi. Và đây là toàn bộ số tỏi và cũng như là bông atiso mà hôm nay Quỳnh đã thu hoạch được nha mọi người. Hôm nay thì Quỳnh sẽ đem vào hấp thử, ăn thử cho biết nha. Còn tỏi này khi mà Quỳnh đã cắt bỏ đi cái phần rễ rồi á, thì Quỳnh sẽ đem đi treo phơi khô nha mọi người. Rồi mình ăn, để từ từ, mình ăn từ từ ha. Bông Quỳnh cắt vô thì nó hơi bị dài mọi người. Quỳnh bỏ vô cái nồi không vừa đó, cho nên Quỳnh sẽ cắt bỏ bớt cái phần cây đi nha. Để chỉ một nấc thôi. Cái cọng này nè mọi người, cái cọng cây này nè, thì mình lấy mình nấu nước vẫn được nha. Mình sẽ rửa nè mọi người, mình cho nó vào vòi nước, mình sẽ rửa như thế này. Và cái của Quỳnh thì nó chưa có nở hết nha mọi người. Hồi nãy có một cái lớn á, thì cái đó nó nở hết rồi, nó chuẩn bị nở luôn cái bông bên trong rồi, cho nên mình không ăn là vậy. Và mọi người rửa cái này cũng phải cẩn thận nha. Mọi người rửa cái bông này cũng phải cẩn thận nè, ở trên chỗ mấy cái này nè. Đó mọi người thấy nó có cái gai không? Cái gai này nó đâm cũng đau lắm á. Rồi mình rửa cho nó chảy với vòi nước vậy là được rồi. Bên đây thì Quỳnh bắt một cái nồi nước luôn nha mọi người. Thôi rồi bây giờ mình sẽ cho bông atiso vào. Rồi mình đậy nắp lại. Quỳnh hấp cho bông chín nha mọi người. Cho bơ vào trong chén. Quỳnh đem cái chén này Quỳnh đem đi quay nóng nha mọi người, để cho cái bơ này tan chảy ra. Chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Làm to quá anh ba, mệt quá. Rồi mẹ cho ăn nè. Ừ mẹ cho ăn. Hôm nay Quỳnh ăn bánh pizza với lại hoa atiso nha mọi người. Mà anh ba xa thì nó không ăn mọi người ơi. Nó không ăn cái món này. Nó đòi ăn mì cho nên hôm nay Quỳnh lấy mì cho nó ăn. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Hôm nay Quỳnh làm cái vườn bận quá rồi, ra quay một ít sơ ngoài vườn cho mọi người xem. Cho nên hôm nay Quỳnh ăn bánh pizza này Quỳnh mua và một ít đồ nhà Quỳnh trồng nha mọi người. Pizza này là pizza hải sản. Mua một cái vậy nha mọi người, nhưng mà chưa chắc là mình sẽ ăn hết nguyên cái rồi. Quỳnh nghe nói là mọi người nói là cái bông này chấm ăn được. Năm ngoái Quỳnh đem vô Quỳnh nấu gà mọi người thì ăn thơm mọi người, ngon. Bên Việt Nam chưa ăn bao giờ mọi người, qua đó bắt đầu trồng cỏ mới ăn mà. Năm ngoái mình đã đấu súp rồi, cho nên hôm nay thử ăn giống mấy chị bên Mỹ coi như thế nào. Không biết có ngon không, mà nghe nói là nổi tiếng lắm mọi người. Ngon sao? Ngon quá. Cái bánh là Quỳnh mua mà, cho nên cái đường viền đó là nó hơi bị cứng. Cái bánh này thì Quỳnh cũng biết làm nha mọi người, để giờ bữa nữa Quỳnh làm mình chia sẻ với mọi người. Nói chung cái bánh này á là nó đỡ cực hơn là cái bánh mì Việt Nam của mình. Nó cũng ủ bột mà, nhưng mà không có ủ lâu, cũng nhanh. Ngon ba sao? Ở trong có phô mai mà, cho nó béo, hải sản thì ngọt ngọt. Ngon quá. Mềm.
Cái này đúng ra bên Việt Nam mình thì có ăn chung với lại dưa leo muối chua mà. Bỏ thêm tương ớt nữa. Ở trong thì bên trong là nó có sốt cà chua rồi, cho nên mình muốn ăn cay bỏ thêm cay thôi. Chạy muốn hết rồi mọi người, cho thêm tương ớt vô. Trời ơi, trời ơi, nó còn nặng tay mọi người mà nó vậy đó, nhục cái mặt dễ sợ, lên đây mà hết là nhục mặt lắm nha mọi người. Nó vẫn còn sạch ra được. Nó vẫn còn, nó còn nặng chai hơn người ta về là để trong tủ lạnh, để trong tủ lạnh cái bắt đầu cái nó đặt, nó đông lại, nó cứng lại, khó xịt ra. Công nhận bỏ tương ớt lên ăn khác mà. Một người cao lắm là ăn 3 miếng là hết đát mà. Ngon sao? Hôm nay mình ra ngoài vườn mình thu hoạch ít đỏ mà. Mà bây giờ bắt đầu mùa hè rồi á, ngoài vườn nhiều côn trùng mà, muỗi rồi mấy con kiến mọi người. Kiến ở Nhật nó không có giống như kiến bên Việt Nam mình, mà kiến ở Nhật nó ngoài sân nha mọi người, nhưng mà đi ra đó mà đạp xuống cái tổ là nó cắn mà. Bởi vậy á, mấy đứa nít mà mùa hè mà đi ra ngoài công viên chơi hoặc là đi ra ngoài sân mà sân vườn mình trồng rau vậy á, thì phải mua cái thuốc xịt đó mọi người, xịt lên để cho muỗi không bám mọi người. Mà đừng nói gì là ăn nít mọi người, người lớn của mình nó cũng thua như thường. Ăn tới dòng rễ nó cứng nhắc mà. Không còn ngon nữa. Ăn thêm nước nữa. Đã không nữa không? Bây giờ sạch ra. Hồi nãy sạch không ra. Lâu lâu làm nhục mặt mà nghe. Siêu thị nó cắt không đều mà, miếng này chà bá miếng này nhỏ xíu. Ăn mì làm như uống Pepsi hay Coca vậy mà, thả ra sảng khoái. Cái bánh này mọi người mình mua cũng rẻ nha, bán có 500 yên là 100 ngàn tiền Việt Nam. Phô mai hải sản. Người ta làm sẵn hết rồi. Mình về mình chỉ bỏ vô là phi sống mình quay thôi. Mình mua siêu thị thì nó sẽ rẻ hơn là mình mua ở những cái shop mà người ta bán bánh pizza mà. Đợt trước á thì mình mua ở shop bán bánh pizza, nó bán mình một cái vậy là 4 vị mà, thì những cái shop đó bán mắc hơn, tiền nào của đó mà. Ở siêu thị thì mình ăn ngon, ở siêu thị mình ăn là tạm được, còn ở ngay cửa hàng bán bánh pizza thì tất nhiên ta phải bán ngon hơn rồi siêu thị. À bây giờ mình sẽ ăn thử với mọi người. Nghe nói là mình ăn cái rì ở ngoài mọi người, luộc rồi mọi người, hấp rồi nha, trời nó thơm lắm mọi người. Đó, nghe nói mình ăn phần dưới vậy nè mọi người. Nó ngọt ngọt, nó giòn giòn mọi người, chấm dùng dây bơ nó thơm thơm béo béo, trời ngon mọi người, ngọt được.
ăn cũng được. Cái phần dưới của Quỳnh nó bị mỏng mà mày, cho nên cái phần này mình không ăn được nè. Cái này mình ăn mà mình tiếc mọi người. Mình tiếc bông, ở trong thì nó có sẽ có cái nhuyễn màu tím, mình tiếc cái bông á, thơm lắm mọi người. Cầm nhuyễn thơm à. Nè, mình ăn cái cùi nè, cái cùi màu trắng nè mọi người ha. Nè. Nó ngọt mà, nó ngọt giống như là mình ăn cái củ củ gì quên ta, củ năng á mọi người, củ năng hay củ năng mình luộc lên vậy đó, đó mình xé ra. Ngon nha, công nhận. Ăn xong rồi, ăn xong rồi, ăn xong rồi hả? Sao giỏi quá, uống nước đi. Công nhận, mình lấy mấy cá mình chấm. Uống nước rồi, uống đi, uống nước rồi. Ừ. Trời, công nhận chấm chung ăn được mọi người, ngon, béo, thơm. Quỳnh á là hôm nay cái bơ này Quỳnh xài là cái bơ này có muối nha mọi người, cho nên mình không bỏ muối nữa. Còn những bạn nào mà xài mơ không muối á, thì cho thêm chút muối tiêu vào để ăn cho có vị giác hơn nha. Ăn xong rồi. Uống xong rồi ha, giỏi quá. Sang thử này sao? Oh no. Thử à? Ừ. Ăn ngon mọi người. Đợt trước Quỳnh xẻ ra thì ở bên trong nó có cái bông màu tím mọi người, thì nó có cái nhụy á. Mình phải cắt bỏ cái phần đó đi mình mới ăn được à. Cũng ăn giống như Quỳnh nè, mình ăn cái đại giữa nó, cái phần dưới á, cái phần màu trắng này nè, thì nó mới có thịt nha. Cái phần trên chỗ cái cánh này á, không có gì ăn mọi người. Ở bên Việt Nam thấy bán gì chống ăn nữa à. Mang tiếng quê Đà Lạt chứ Quỳnh không có ăn. Quê Đà Lạt là quê của mẹ Quỳnh chứ không phải Quỳnh nha mọi người. Quỳnh sanh thành phố Hồ Chí Minh chứ Quỳnh không có ăn cái này bao giờ. Thấy nó bán đại trà giờ không ăn nữa. Tự bưng hút nè. Công nhận ăn ngọt thiệt mà. Ăn cũng kích thích vị giác đó nha. Béo. Chấm vô thì nó có vị hơn là mình ăn không mà. Chấm vô thì nó hơi hơi mặn mặn. Không, mình bẻ ra. Ở Nhật thì bông atiso cũng tới mấy loại lên nha mọi người. Quỳnh cũng đang định hả mua thêm cây bông atiso màu tím. Giờ mình trồng ăn thử. Năm nay Quỳnh trồng chanh trái dài nha mọi người. Chanh trái mà dài hai loại, một loại màu xanh, một loại màu tím nha mọi người. Cho nó bên Việt Nam mình như chưa có. Mà ở Nhật muốn mua cũng phải khó kiếm mọi người. Quỳnh đi chợ cây Quỳnh thấy lạ cái là Quỳnh xúc liền, chứ để về bữa nó dòng là không có ăn. Ăn cũng được. Dùm bẻ cái cùi coi, mình dặm thử cái cùi coi. Chú cha, mình ăn cái này nó hơi bị non thôi, cảm thấy hồi nãy của Quỳnh á, cái này nó bị dữ á. Cái đó thì nó hơi bị vàng. Đó, ở trong nè mọi người. Mọi người để luôn là nó nở ra cái hoa màu tím á. Cung ma gì ngon lắm à. Để luôn là cái cây cái là mà mình để cái bự nhất á là ra cái bông màu tím á. Mọi người biết rồi sao mình biết là bông màu tím không? Tại vì năm ngoái mùa hái mình không hái hết á, mình cũng chừa lại mà mình để cho ra bông mà mấy cái nhỏ nhỏ vậy mọi người. Để nữa thì nó cũng mới lớn, cho nên nếu mà muốn nấu nước thì giờ hái vô nấu luôn. Tại vì cái bông này á nó hợp với lại thời tiết là thời tiết mát mà. Bây giờ thì đang mát mát nè, mà để vài bữa nữa nó nóng nó lên không nổi mà ngài. Nó cũng giống như là ớt chuông vậy đó. Để nữa nó lên không nổi là bắt đầu nó nhỏ xíu mọi người. Ớt chuông cũng vậy, tới mùa xuân thì lên trái bự bự nha. Nó ở trong long mọi người, mình chỉ ăn có củi thôi. Ăn củi chỗ này ngon. Cái phần long long nữa mọi người không ăn được nha, nó cái bông á mình nói cho mình xé ra. Đó là cái bông nó nhị á. Ô sang giỏi quá, sang thử không đó, mình mới chấm cái này vô nè. Ừ.
còn khi mà mình nấu nước á mọi người. Khi mà mình nấu nước á thì mình nấu mình cũng bỏ luôn cái phần vị ra. Rồi mình lược lại mình uống. Cái này tốt cho sức khỏe lắm nha mọi người. Cái phần nó giòn mà ngọt. Cắn quá hớp vô bên trong tới cộng lòng luôn. Quên lộn tới cái nhị luôn. Nói chung ăn cũng được. Ăn như là củ năng, giọng củ năng. Cái phần dưới này mình ăn hồi nãy không có gì ăn mà sơ. Không phải nó sơ mà nó không có gì ăn, mình phải vô tới bên trong mới ăn được. Ăn xong rồi nó buồn ngủ rồi đó mọi người. Ăn xong buồn ngủ rồi đó. Mami. Sao? Đi xuống. Thôi vậy đợi mẹ đi, ăn xong bánh pizza với mẹ đi xuống. Ok. Bye bye cô chú. Bye bye cha bạn. Bye bye. Cô chú với các bạn nó mày ghê quá. Yay 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 yay. Bye bye. Bye bye. Yay yay. Quỳnh cầm ở nhà. Quỳnh cầm ở nhà hình như nó hơi nhỏ hơn trong siêu thị bán mà. Cái này ở Nhật không có bán nha mọi người. Chỉ có Quỳnh trồng. Chỉ có Quỳnh trồng thôi nè. Trong siêu thị Nhật Quỳnh thấy không bán nha. Siêu thị bình thường á. Mày làm gì sao? Xấu xí quá à. Mommy, trời ơi, mở được luôn nè. Ghê chưa cô chú? Ngồi xuống đợi xíu đi rồi mẹ ăn xong rồi bye bye cô chú đi. Chưa mà. Nhất định không chịu đợi mọi người. Nó không chịu đợi Quỳnh nữa à. Xong rồi nè, máy bay nè. Mami. Sao? Đi xuống. Xong rồi nè, ngắm ra nè. À. Nó đủ hơn ngựa đó mọi người. Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của hai mẹ con Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh á, mọi người bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Mình hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah yeah.